Hôm nay tại Sở Văn hóa Thể thao, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 7 năm 2022 tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức lễ khai mạc đại hội. Lễ khai mạc tổ chức tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh lúc 20 giờ ngày 22 tháng 10 gồm phần nghi lễ, diễu hành biểu dương lực lượng và chương trình nghệ thuật đồng diễn chào mừng. Để buổi lễ diễn ra thành công, Ban tổ chức yêu cầu các đơn vị, ban ngành phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng cơ sở vật chất, kỹ thuật hậu cần, an ninh an toàn trong thời gian diễn ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia, đóng góp ý kiến tích cực về một số nội dung như thành phần tham dự, nội dung chương trình, lực lượng diễu hành, công tác tuyên truyền trước, trong và sau lễ khai mạc. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 7 là sự kiện quan trọng góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của thể dục thể thao đối với việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện. Thông qua các hoạt động tại đại hội, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Cho đến nay, tất cả các xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thành phố đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, thu hút 80.000 người tham gia, trong đó có 17.000 vận động viên. Đối với Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh, 13 trên 15 môn thể thao đã hoàn thành. Hai nội dung còn lại là bóng chuyền nam và điền kinh sẽ tranh tài ngay sau lễ khai mạc.